nhà bây giờ này là nhà nước nó bán đấy ạ. Ờ, nhưng mà 50 năm thì không, nhà nước này là chủ trương của nhà nước nó cho bán, cho phép là ông bán đứt luôn, bán cấp sổ đỏ luôn anh ạ. Nó phân lô nó bán về nào vào là điện nhà nước nó cho phép mà. Chủ trương của nhà nước tỉnh nó được phép bán. Chứ mà là như thằng thủy tinh mà nhà nước nó phân lô nó bán thì lại sổ đỏ luôn anh ạ. Đi thẳng anh. Đường từ đấy xuống Messi nào thằng một thằng tư nhân nó bỏ tiền nó làm đấy, thế là nó thu vé ông sẽ kiện cáo mãi đấy. Bây giờ nó lại hòa giải bọn tỉnh đấy, hòa toàn có bố ấy. Bây giờ thu 15.000 thôi đấy ạ. Hôm nay cắt tóc ngồi cái ông đây ông nói chuyện ông bảo bây giờ chung nó với ạ, ông mất mãn đấy mà ông làm mất mãn ông bảo chung nó với ạ, nhố nhằng lắm. Ông gọi là thằng gì thằng Dũng, ông bảo thằng Dũng Dũng đồ tẻ, không phải Dũng đồ tẻ đúng rồi. Thằng Dũng đồ tẻ nó bỏ tiền nó làm. Thế là nó thu là hết thời hạn rồi. Cơ mà nó vẫn chưa đủ. Thế là chưa đủ thật đấy chứ, bởi vì là cái ô tô đi nó ít quá. Vâng, thế bây giờ nó lại thì nó định thời gian bây giờ nó lại đồng có giờ thu cứ giá mức để xuống thấp 15.000. Nhà nên nó biết hết, nói chỗ nào nó cũng biết, tỉnh tiếp quan ngành cái thứ ông nọ ông kia là chối lắm ông ạ. Tôi làm người nó biết chối lắm. Đây vẫn là đất Nam Định. Vâng. Đây thuộc huyện Mỹ Lộc anh ạ. Lộc là cái huyện chỗ nhà mình mà có để mộ các cụ hả? Đó Mỹ Lộc đấy. Đâu, mộ cụ nào anh? Mộ của ông bà nhà mình. Mộ Mỹ Tân. Mình ở Mỹ Tân đi anh. Đâu, nó bảo Mỹ Lộc. Mộ Mỹ Tân anh ơi. Mỹ Tân à? Hả? Mỹ Tân mà thuộc huyện Mỹ Lộc. Anh xã à? Mỹ Tân à? Hay là xã Mỹ Tân. Nhưng mà cũng thuộc huyện Mỹ Lộc. Vâng, đúng rồi, huyện Mỹ Lộc. Thân chính tỏ huyện Mỹ Lộc nó ăn ra tận đây à? Vâng, ăn xa đấy anh. Mỹ Lộc có rộng nha anh. Ở huyện của nó rộng lắm anh ạ. Huyện nó mấy chục xã chứ anh. Cái huyện Kim Bảng vậy mấy chục xã anh. 28-30 xã chứ. Thì cái đằng kia nó Mỹ Lộc nó tận ra đến phía đằng này. Vâng, ngày xưa nó là kiểu là vùng nông thôn này anh. Mình ngày xưa là Mỹ Xá đấy anh. Mình ngày xưa là xã Mỹ Xá đấy anh. Bây giờ nó sáp nhập, bây giờ nó mở rộng thành phố ra nó vậy. Đi một vòng tôi nghĩ là nó sẽ thành phố nó sẽ lan ra phía đấy. Là cái khu nghĩa trang đấy dễ bị rào đi lắm. Cái đường anh em mình đi mà đắt nhất đấy Đông A ngày xưa nó xã Lục An anh ạ. Toàn là ruộng riếc rồi thứ. Nhưng mà đúng là cũng chưa biết thế nào được. Cái khu mộ của chỗ các cụ nằm là rất thế, nó thành phố nó phát triển ở phía đấy là sẽ bị là không cẩn thận là nó hê đi mất. Nhưng mà bây giờ chúng nó lại không có xu hướng hê mà chúng nó có xu hướng nó quay lại. Không cho phát triển. Nó xây nó quay lại. Không cho phát triển. Không, chứ nó quay nghĩa trang lại. Vâng. Chứ nó không dám rời nữa, nó sợ. Thì mình là nó quay ở đây anh. Mình nó quay hết rồi chứ. Nó còn đâu ra đâu.